Xin chào tất cả các em đến với chương trình dạy học trực tuyến bộ môn thể dục khối 6. Ngày hôm nay chúng ta sẽ ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1, bài thể dục liên hoàn. Về phần yêu cầu bài ôn tập, các em học thuộc bài và thực hiện được 20 nhịp của bài thể dục liên hoàn. Thực hiện nhịp nhàng, đúng biên độ động tác. Ứng dụng nội dung đã học vào luyện tập để nâng cao sức khỏe, phục vụ cho việc học tập của các em. Về hình thức kiểm tra, các em sẽ kiểm tra theo hình thức cá nhân. Sau đây là nội dung ôn tập. Tư thế chuẩn bị, đứng nghiêm. Nhịp 1, chân trái bước sang ngang rộng bằng vai. Đồng thời, hai tay đưa lên cao, chết chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau, đầu ngửa. Nhịp 2, hai tay thu ngang vai, đầu các ngón tay chạm mõm vai, mặt hướng trước. Nhịp 3, về tư thế nhịp 1, đồng thời hai chân kiện gót. Nhịp 4, chân trái thu về, đồng thời hai tay hạ về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, chân trái bước sang ngang, đồng thời tay trái đưa ngang vai, cẳng tay phải gập trước ngực, lòng bàn tay sắp. Nhịp 6, tay phải duỗi ngang vai, cẳng tay trái gập trước ngực, lòng bàn tay sắp. Nhịp 7, tay trái duỗi thẳng ngang vai, lòng bàn tay sắp. Nhịp 8, chân trái thu về, hai gối khuỵu, đồng thời hai tay duỗi thẳng chết bên thấp, lòng bàn tay sắp. Nhịp 9, chân phải đưa sang ngang, bàn chân duỗi thẳng, đồng thời hai tay đưa lên cao, áp sát hai tay, lòng bàn tay hướng vào nhau, mắt nhìn thẳng. Nhịp 10, trở về tư thế như nhịp 8. Nhịp 11, thực hiện như nhịp chính, nhưng đổi chân. Nhịp 12, chân trái thu về sát chân phải, hai tay thu về tư thế chuẩn bị. Nhịp 13, từ tư thế chuẩn bị, hai chân bật tách rộng hơn vai, đồng thời hai tay đưa ra trước, lòng bàn tay sắp. Nhịp 14, bật thu về tư thế chuẩn bị. Nhịp 15, hai chân bật tách rộng hơn vai, đồng thời hai tay đưa sang ngang lên cao, hai bàn tay vỗ vào nhau. Nhịp 16, chân trái khuỵu sang trái, chân phải duỗi thẳng, đồng thời hai tay dang ngang, lòng bàn tay sắp. Nhịp 17, chân trái duỗi thẳng, đồng thời hai tay đưa sang ngang lên cao, hai bàn tay vỗ vào nhau. Nhịp 18, thực hiện như nhịp 16 nhưng đổi chân. Nhịp 19, chân trái thu về, ngồi bên hai nửa trước hai bàn chân, hai tay chống đất, đầu thẳng, thân hơi cúi. Nhịp 20, đứng thẳng về tư thế chuẩn bị. Sau đây mời các em xem video clip về bài thể dục liên hoàn của khối 6. Bài thể dục liên hoàn lớp 6. Chuẩn bị. 1 2 3 4 20. Bài thể dục liên hoàn lớp 6. Chuẩn bị. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6
Sau đây là phần dặn dò. Các em học thuộc bài thể dục liên hoàn để kiểm tra giữa học kỳ 1. Chú ý một số nhịp sau. Nhịp 9 và 11. Hai tay lên cao sát tai, song song, hai lòng bàn tay hướng vào nhau. Nhịp 13, hai tay thẳng ra trước, lòng bàn tay sấp. Nhịp 15 và 17 giống nhau, hai tay vỗ vào nhau trên cao. Nhịp 20, đứng lên ở tư thế nghiêm. Các em thực hiện bài thể dục, nhớ thuộc bài và đúng biên độ động tác nhé. Bài ôn tập của cô đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các em trong tiết sau. Chúc các em nhiều sức khỏe và kiểm tra giữa học kỳ 1 thật tốt.